những hệ thống bot nó bán. Mình có bạn học trò nhá, bạn ấy bắt đầu bằng một cái sản phẩm mà hồi đó mình nghĩ rằng là bạn ấy sẽ không thể thành công được. Nhưng mà không hiểu làm sao là bạn ấy làm rất có duyên. Bạn ấy thành công một cách đáng sợ. Phải dùng từ là thành công một cách đáng sợ. Bây giờ bạn ngồi bạn nói chuyện những cái ngày xưa bạn ấy bắt đầu khởi nghiệp, bạn vào bạn chat với mình, mà cả mình từng đồng đi dạy cho hệ thống của bạn ấy. Nhưng bây giờ mình chat thì bạn không thèm trả lời luôn. Bạn ấy thành công một cách rất đáng sợ. Bán rất là tốt. Bạn bắt đầu vào một cái sản phẩm là viên nghệ. Cái viên nghệ mà cái màu vàng vàng mà đóng vào cái hộp nhựa xong bán. Cứ làm đẹp da thì trị dạ dày cái con khỉ con tiều gì đấy. Nó bán đơn vị toàn tính bằng tấn rồi. Chốt nó chốt đơn đại lý nó toàn chốt rồi. Mua 3 tấn mới mua 5 tấn rồi. Trong vòng có vài năm mà nó mua xe, mua nhà, xây biệt thự rầm rập lên. Kinh khủng. Bây giờ hệ thống của nó vẫn bán hàng rất khủng khiếp. Nên là mình vẫn cái mảng mỹ phẩm này các chị vẫn có thể bán được dưới mô hình là carbot, mô hình đại lý cộng tác viên. Tuy nhiên là nó bị khó nên chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn, kỹ hơn. Thế rồi Messenger thì chúng ta cũng sử dụng thêm các công cụ là chatbot chăm sóc khách hàng. Đấy, rồi thì tool, rất nhiều các cái tool của Facebook nữa. Thì sau này có còn cái thời gian thì tôi sẽ dạy kỹ hơn là bán trên profile như thế nào, bán trên page như thế nào, bán trên group như thế nào, xây dựng group của mình như thế nào, bán trên group của người ta như thế nào, phát live stream như thế nào, đấy, chạy quảng cáo, kỹ thuật chạy quảng cáo ra sao, viết content. Đấy, bây giờ hôm nay mới chỉ là ở những cái bài mà demo cho mọi người về lý thuyết tổng quan để mọi người nắm được marketing là gì, PR là gì, và các công cụ marketing online tốt. Có thể mọi người đã biết hết những thứ như này rồi, nhưng bây giờ mọi người cần phải sâu chuỗi lại, mọi người cần phải gọi là nghiên cứu kỹ từng cái hạng mục mà tôi đề ra cho các bạn. Và tiếp tục đấy là YouTube, đúng không ạ? Kênh YouTube thì công ty có thể xây dựng một cái kênh, ví dụ như là đối với sản phẩm mỹ phẩm các bạn có thể xây dựng kênh làm đẹp. Đấy. Nhưng ai cũng tư vấn được cho các anh chị là làm kênh YouTube làm đẹp, nhưng tôi khẳng định nếu không bàn sâu là làm gì thì chúng ta cũng sẽ không phát triển được kênh, bởi vì bây giờ các loại vlog beauty nó quá nhiều. Đấy, đứa nào lên cũng dạy bôi do chát xấu các kiểu, kỹ thuật này kỹ thuật kia, nó không còn một cái gì để mà sáng tạo nữa. Cho nên nếu mà mình muốn phát triển một kênh rất sáng tạo, mình phải đầu tư về ý tưởng kỹ thuật. 10 năm trước Michel Phan, chắc là đây các bạn làm mỹ phẩm các bạn có biết bạn đấy không ạ? Nghe đến Michel Phan bao giờ chưa ạ? Thầy đang nói cái cô mà người miền Tây lấy chồng Thái Lan đúng không cô, đúng không Không thầy? phải. Em chỉ biết là Châu thôi. 10 năm trước Michel Phan chỉ làm mấy cái video hướng dẫn trang điểm rất bình thường. Mỗi một video toàn 5 7 triệu với mười mấy triệu view. Nhưng xin thưa đấy là YouTube của 10 năm trước. Chưa có YouTuber nào vào làm cả. Nếu 10 năm trước các bạn bán mỹ phẩm các bạn làm như thế, kênh của bạn cả triệu view ngay. Hiện nay ở Việt Nam theo thống kê mà Bộ Thông tin Truyền thông thống kê được, tức là cái loại đấy là loại thống kê được, mọi người có hiểu ý tôi không ạ? Mà cái loại thống kê được thì tôi nghĩ chắc chiếm 10%. Hiện nay ở Việt Nam có 300.000 YouTuber. Đấy là nhắc lại là loại thống kê được. Suy ra loại không thống kê được nó phải 3 triệu. Liệu rằng mình là cái kênh thứ 3 triệu lẻ 1 có người xem không? Hiểu ý tôi không ạ? Thế thì muốn làm kênh mỹ phẩm
tốt thì chắc chắn mình phải làm kênh Vlog Beauty, phải làm kênh YouTube làm đẹp. Nhưng mà content nó phải xuyên suốt, hàng ngày phải có video đưa lên, ngày nào phải có vài video đưa lên, hướng dẫn trang điểm hướng dẫn trang điểm cơ bản, hướng dẫn trang điểm nâng cao, hướng dẫn trang điểm 1 phút trong nhà vệ sinh, hướng dẫn trang điểm 1 phút khi lên giường, hướng dẫn trang điểm 1 phút trên ô tô. Đúng không ạ? Và vừa rồi ở Canada có một con bé nó rất là nổi tiếng ở toàn thế giới, nó làm make up trang điểm. Nó rất nổi tiếng vì sao biết không? Là nó trang điểm theo lối siêu thực. Tức là nó vẽ một cái khuôn mặt, mặt nó mà nó vẽ ra thành ba khuôn mặt xếp chồng lên nhau. Đấy. Đấy. Cái đôi mắt mà nó nhấp nháy được thì lại là đôi mắt giả. Cái đôi mắt thật thì nó lại đang nhắm vào. Con ấy làm cực kỳ siêu luôn. Nó vẽ một khuôn mặt có ba cặp mắt mà mọi người không nhận ra đâu là mắt thật và đâu là mắt giả. Đấy, những cái kiểu content như thế bây giờ mới hấp dẫn được. Chứ còn xin thưa là bước 1 phấn nền, bước 2 thế này bước kia xin lỗi không ai xem. Mặc dù là bạn chuẩn bị phát triển kênh YouTube cho thương hiệu đấy, đúng không ạ? Bạn phải làm vlog beauty, bạn phải làm make up, bạn phải chăm sóc da. Đấy. Thế nhưng bây giờ chăm sóc da bạn làm gì? Nếu bây giờ bạn làm video chăm sóc da bạn làm gì? Bạn lại bắt đầu lấy dưa chuột, dưa leo ra bạn đắp à? Không ai xem cả. Thế cho nên là kênh YouTube là một kênh rất là tốt. Mọi người hãy tập trung vào nó để xây dựng thương hiệu trong dài hạn. Và những beauty vlog có ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cần bạn dựng lên một cái beauty vlog có khoảng độ 100.000 sub trên kênh YouTube thôi, tôi khẳng định lượng tiêu thụ hàng của bạn tăng đáng kể. Vì tôi đã làm lâu rồi. Năm 2014 tôi làm cố vấn cho một công ty mỹ phẩm của Hàn Quốc. Chắc chắn là các bạn biết nhãn này, đấy là thương hiệu Bioskin. Các bạn có biết thương hiệu Bioskin không ạ? Bio là viết tắt của chữ beautiful ấy. Cái thương hiệu này là của ông Hàn Quốc sang Việt Nam làm luôn. Và sau này ông ấy đã để lại cho hai đứa nhân viên của ông ấy tại Việt Nam phát triển và ông chỉ lo sản xuất thôi. Tôi là người đầu tiên đến cố vấn cho ông ấy 3 tháng để phát triển. Mặc dù cái thương hiệu đấy bán không được mạnh lắm, nhưng mà họ vẫn có doanh số, họ vẫn tăng trưởng được, nhưng không quá bùng nổ. Bioskin. Nếu mọi người để ý kênh YouTube hay kênh fanpage hay là cái gì đó web, mọi người vào mọi người sẽ thấy là cái dấu ấn của tôi rất nhiều. Bởi vì tôi tư vấn từ thời đó, tôi đã tư vấn làm đa kênh và phát triển content, có những cái video lên tới cả vài trăm nghìn lượt xem. Và hồi đó bên Bioskin đã thuê cả những bạn như là bạn Trang Makeup, Trang CH ấy. Có ai biết không ạ? Không biết à? Nó review một cái loại son. Thì con đến ở Mỹ thì bên công ty đã chuyển một cái thỏi son sang Mỹ cho nó. Nó review. Đúng một ngày nó review là cháy sạch hàng luôn. Chính công ty phải nói rằng là không thể tưởng tượng được là cái mức độ hiệu quả của nó. Cháy đùng đùng trên tất cả các mặt trận. Thế nhưng bây giờ mà bảo nó review thì không cháy đâu. Đúng không ạ? Bây giờ nó lại rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi. Rồi thì thậm chí là các cái bạn gọi là KOL hay KOC đấy, thì bây giờ các bạn cũng bắt đầu quái thai rồi, là có khi là nhập hàng về bán luôn. Tên mình luôn, đúng không?
Điển hình là Mỹ Tâm bây giờ cũng có mỹ phẩm Yobi, Hồ Ngọc Hà cũng có mỹ phẩm Moi Mọi. Ai có hãng riêng tận dụng luôn lượng fan của mình nhá. Kết chỗ này kết luận là gì? Phải có kênh YouTube, thầy bảo thế, và phát triển, nên phát triển các cái video vlog beauty, rồi thì lifestyle, rồi thì hướng dẫn làm đẹp, chuẩn bị một tâm hồn đẹp, một tình yêu đẹp. Cái gì cũng được, khử thâm môi rồi thì trị nám trị mụn rồi thì trời hết, miễn là nó xem kênh của mình và sắp cao. Yên tâm đi, nếu mà sắp cao view sẽ lên và doanh số sẽ bán được, doanh số sẽ bán được. Và cách làm là phải làm rất nhanh rất mạnh, chứ còn ấy, nếu mà mình làm hời hợt ấy, không bao giờ bán được đâu. Hãy nhớ rằng là có 3 triệu YouTuber đang upload mỗi ngày nhưng mà vẫn chưa kinh so với Facebook. Facebook là 80 triệu user đang đăng bài miệt mài mỗi ngày. Mọi người có thể có biết cái thằng gần đây có cái thằng là thằng Chí Linh tóc đầu chọc chọc không? Không biết à? Cái thằng Chí Linh đầu chọc lóc, nó chuyên bán thực phẩm chức năng. Rồi biết. Đấy, nó làm những cái video rất là đơn giản. Kênh của nó bây giờ cũng triệu mấy view đấy, triệu mấy like page đấy. Nội dung rất đơn giản. Thực ra thì tính tôi thì tôi là một người mà cũng kín đáo, tôi không thích sản xuất những cái video đấy, nhưng mà về ý tưởng, về nội dung mọi người thấy tôi nói tốt mà. Tôi nói quá hay luôn. Hay là Kim Tan cũng như vậy. Kim Tan các bạn có thể phát triển một kênh YouTube. Nhưng trước khi phát triển một kênh YouTube cho Kim Tan này, các bạn cần phải định nghĩa lại cái USP của sản phẩm. Tiếng Anh nó gọi là Unique Selling Point, và tiếng Việt gọi là điểm khác biệt trong bán hàng. Cái thông điệp bán hàng của mình là gì? Cái đối tượng của mình là ai? Phát triển cho tôi một kênh như vậy, các bạn sẽ thấy là doanh số trong dài hạn rất tốt. Cái thằng thằng nước khoáng Quang Hanh ấy, có biết không? Mà bây giờ có một cái thằng nó gọi là thằng cái nhãn phe phu màu 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 xanh xanh ấy, nó là cái nước khoáng mặn ấy. Không ai biết cái nhãn đấy à? Chị biết, có biết không? Có biết à? Em này kiệm lời nhỉ? Có sếp ngồi đây thì kiệm lời đấy. Mỗi mình nói nhiều. Nó phải có thông điệp truyền thông, sau đó thì hướng tới đối tượng khách hàng nào. Đấy. Động cơ mua hàng là gì thì bắt đầu lúc đấy mới xây dựng kênh. Ví dụ nhé, tôi nói ví dụ như là cái sản phẩm đấy hướng tới đối tượng là người già. Thế thì video phải là những cái bài luyện tập sức khỏe kiểu như thái cực quyền, kiểu như thể dục buổi sáng. Đấy, kiểu như chơi cờ, kiểu như nấu ăn. Chứ bây giờ mà làm video toàn những thể thao mạo hiểm thì các cụ không xem được. Các cụ bảo tôi chết xem cái này thì trẻ con nó chơi hỏng hết, không uống cái này đâu. Đúng không ạ? Hay là dân văn phòng uống để cho nó tỉnh táo, là thằng nào nó ăn cái từ khóa tỉnh táo, thằng đồ uống nào có cái từ khóa tỉnh táo? Cà phê thầy, Cà nét phê gì? tại vì Quất G7 cấp 247. Đúng chưa? Tức là nó thông điệp truyền thông của nó xuyên suốt, tức là lờ đờ uể oải buồn ngủ uống cái này nhá. Thế còn bây giờ mà mày không buồn ngủ đừng uống, thế thì nó sẽ hướng tới những cái đối tượng rất cụ thể: lái xe này, lái xe đường dài này, dân văn phòng này, dân cần thức khuya thức đêm này, đúng không?
mua hàng ấy nó phải có động cơ. Chứ còn đồ uống thì ai chả tốt. Đây là thầy đang uống, tối nay đang uống nước đỗ đen này, tốt lắm này. Đấy. Thầy, vậy Kim Tan đó thầy, là dành cho những cái người mà mình vừa làm, cho nên Kim Tan mình nấu từ đông dược, nên là mình hướng tới cái việc là bổ sung cái dinh dưỡng trong cái đông dược đó. Với cái việc nữa đó là nước giải khát thì nó sẽ mang luôn cái tính chất là giải khát luôn. Đối tượng á, thì mình sẽ lựa chọn đó là đối tượng khách hàng nữ 25 cho tới 45 tuổi. Đó. Thì đối tượng của mình, giá của mình định giá thì nó chỉ là đối tượng cho người phổ thông vừa sử dụng thôi. Thu nhập có mức độ phổ thông như công nhân thôi. Thì một cái chai nước á, thì mình bán khoảng cho tới người tiêu dùng thôi là 10.000. Còn lon á, thì mình bán là 12.000 cho tới người tiêu dùng. Còn ở cửa hàng thì đương nhiên là cái giá nó phải khác rồi. Vậy thì á, cái em ví dụ như bây giờ mình sẽ định vị được cái khách hàng của mình, chân dung khách hàng của mình là như vậy. Vậy thì cái thông điệp mà em ví dụ mình tập trung vào công nhân chẳng hạn, thì những cái thông điệp nào mà nó có thể là nó sẽ là nổi bật nhất để cho mình có thể đưa đến cái nước sông này đến với mọi người?